Rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Kinh tế Nông nghiệp cuối tuần, phát sóng lúc 20 giờ thứ Sáu, phát lại lúc 15 giờ 50 phút ngày hôm sau trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu. Thay mặt ban biên tập, kính chúc quý khán giả có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Đừng để phải trả giá vì phát triển nóng mô hình nuôi tôm siêu thâm canh. Độc đáo nghề dở chà của người dân vùng sông nước. Bạc Liêu, người chăn nuôi heo gặp khó khăn trồng chất. Robot diệt cỏ dại bằng tia laser gấp 20 lần sức người. Chuyên mục Chuyện nhà tôm tuần này sẽ giải đáp thắc mắc việc gáp là cái gì? Thưa quý vị, với những ưu điểm vượt trội như tôm lớn nhanh, năng suất cao, tỷ lệ thành công cao, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh đang phát triển khá nhanh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, hệ quả lớn nhất của mô hình này là vấn đề ô nhiễm môi trường rất lớn nếu không có hướng giải quyết dứt điểm. Nuôi tôm siêu thâm canh sẽ có mật độ khá dày, từ 250 tới 300 con trên 1 mét vuông. Vì vậy, vấn đề giải quyết nước thải và chất thải từ mô hình này đang là một thách thức không nhỏ. Để khắc phục thực trạng ô nhiễm, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh phải được xây dựng bài bản, gồm ao ương dưỡng, ao tôm thịt, ao lắng. Khu xử lý chất thải phải được đầu tư hoàn chỉnh về ao chứa thải, chứa bùn, kết hợp với hệ thống bioga để xử lý chất thải triệt để trước khi đưa ra môi trường. Lý thuyết là vậy, nhưng trên thực tế, số hộ xây dựng hoàn chỉnh khu nuôi đảm bảo xử lý chất thải chỉ chiếm số ít, trong khi phần lớn là các hộ nuôi xả thải trực tiếp ra môi trường. Hệ lụy là các tuyến kênh trong khu vực nuôi tôm siêu thâm canh, nước đen ngòm lẫn mùi hôi và nguồn nước tất nhiên khó có thể sản xuất được. Chính quyền đã đến để tuyên truyền, để làm cái cam kết để xử lý môi trường. Nhưng mà nhằm khi thì có khi là người ta cũng xả thải ra bên ngoài là nhiều. Việc các hộ nuôi siêu thâm canh lén lút xả thải ra môi trường đã xảy ra trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc giải quyết dứt điểm thực trạng này vẫn còn bỏ ngỏ. Bởi chính quyền, các ngành chức năng đến làm việc thì các hộ nuôi siêu thâm canh cam kết không xả thải trực tiếp. Nhưng khi ngành chức năng rời đi, họ lại lén lút xả thải, thậm chí là bị xử phạt, nhưng việc tái phạm vẫn tiếp diễn. Khúc ngoại cho mấy cái nhà trường ở ngoài cho người hòm đó, người bốn ao gì đó, người ta bắt cho mình thu hoạch cho cạo xuống, cho muốn cạo chứ ta không muốn ủi. Dù chỉ phát triển khoảng 6 năm gần đây, với diện tích ban đầu khoảng vài chục hecta, đến nay mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã vượt qua con số hàng ngàn hecta, mang về sản lượng khoảng 50.000 tấn một năm. Hiện nay mô hình đang tiếp tục phát triển, nhất là tại các tuyến huyện, diện tích tăng gấp đôi chỉ trong 3 tháng đầu năm 2021. Sự lan tỏa nhanh rộng khắp của mô hình nuôi siêu thâm canh chính là hiệu quả sản xuất vượt trội. Tuy nhiên, những tác hại của mô hình cũng đang thể hiện ngày càng rõ hơn. Việc phát triển nhanh, bất chấp hệ lụy của nhiều người nuôi như hiện nay, đang trực tiếp hủy hoại hiệu quả sản xuất. Và cái giá mà chúng ta phải trả sẽ rất đắt. Tiếp tục chương trình là thông tin đáng chú ý khác. Nhằm hỗ trợ bà con nông dân trồng hành tím trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu vừa phát động doanh nghiệp người tiêu dùng tiêu thụ mặt hàng này của tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hành tím của doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng gặp nhiều khó khăn, sản lượng tồn khá lớn với khoảng 70.000 tấn hành tím. Để kịp thời giúp tỉnh bạn tháo gỡ khó khăn, Sở Công Thương Bạc Liêu vừa giới thiệu kết nối tiêu thụ sản phẩm hành tím Vĩnh Châu đến các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP cùng các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, tại Việt Nam, cây trồng công nghệ sinh học, tức cây trồng biến đổi gen, được chính thức cấp phép canh tác thương mại từ năm 2014-2015 trên cây bắp, và nước ta cũng là một trong các quốc gia canh tác bắp nhiều nhất trên thế giới. So với diện tích ít ỏi từ năm 2015, đến nay, diện tích trồng bắp biến đổi gen ở Việt Nam đã tăng lên đến 26 lần. Trong năm 2015, Việt Nam chỉ có 3.500 hecta, chiếm chưa tới 1% tổng diện tích, nhưng đến nay, diện tích bắp biến đổi gen đã tăng hơn 26 lần. Chỉ so sánh riêng giai đoạn từ năm 2018 tới năm 2019, diện tích trồng bắp biến đổi gen đã tăng trưởng 86%. Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam phối hợp với Viện BG Economics của Anh Quốc đã tiến hành một nghiên cứu đánh giá và phân tích tác động của cây bắp công nghệ sinh học với các tình trạng chuyển gen kháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ sau 5 năm canh tác. Đây cũng là nghiên cứu đầu tiên ở cấp độ nông hộ tại 7 vùng sinh thái ở Việt Nam về cây trồng biến đổi gen. Kết quả cho thấy năng suất thu hoạch được của các giống bắp biến đổi với những tính trạng kháng sâu
và chống chịu thuốc trừ cỏ cao hơn so với các giống bắp lai thường từ 15,2 tới 30%. Lợi nhuận canh tác có được từ việc trồng các giống bắp biến đổi gen cũng gia tăng với mức từ 19,6 tới 330 đô la Mỹ một hecta, tương đương với khoảng 4.500.000 đến 7.600.000 đồng một hecta. Giở chà bắt cá là một trong những nghề truyền thống lâu đời của người dân vùng sông nước miền Tây. Tuy không cầu kỳ, nhưng nghề này bắt cá khá hiệu quả nên được nhiều người áp dụng. Ghi nhận mới nhất của chương trình tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Vật dụng thường được người dân dùng để thả chà là những cành, nhánh hay đọt của các loại cây như tre, trúc và một số loại cây tạp ở địa phương. Trước khi thả chà, người dân chọn một vị trí thích hợp dưới các lòng sông, kênh rạch, ít bị xuồng ghe tác động nhằm dẫn dụ các loại cá tôm đến trú ngụ. Bởi là nó nằm dưới cái vịnh là vừa chịch vịnh là nhảy lên mé chỗ cái giữa sửa sạc lên cái co là coi như nằm là tốt. Tùy theo vị trí rộng hoặc hẹp mà người dân có thể thả đống chà lớn hay nhỏ, trung bình mỗi đống chà có diện tích từ 30 đến 40 mét vuông. Sau khi thả chà xong, người dân theo dõi, nếu thấy cá vào trú ngụ nhiều sẽ tiến hành dỡ chà. Nhiều người còn dùng các loại thức ăn thả xuống đống chà để dụ cá như cám rang, cơm nguội vân vân. Nếu chọn vị trí tốt, cá vào trú ngụ nhiều, một đống chà có thể thu hoạch được từ 50 đến 100 kg cá các loại. Mình cắm chà để cho gom bao bắt ăn, mà nếu mà nước cạn thì chắc khoảng 40-50 được. Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, nhiều loại tôm cá sinh sống ngoài tự nhiên nên nghề thả chà, dỡ chà bắt cá có thể diễn ra quanh năm, nhưng cao điểm nhất là khi bắt đầu mùa khô. Thời điểm này mực nước trong các sông rạch từ từ xuống thấp, các loại cá tôm tìm đến các đống chà để trú ngụ, người dân dùng lưới bao quanh tiến hành dỡ chà để bắt cá. Trong phần sau sẽ có Bạc Liêu, người chăn nuôi heo gặp khó khăn trồng chất. Lạ lùng nghề nuôi rết độc, bán 1,2 triệu đồng 1 kg. Thưa quý vị, dịch tả heo châu Phi tái phát trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thời gian qua và có nguy cơ lây lan cao đã dấy lên nỗi lo của người chăn nuôi. Ngoài ra, giá heo thương phẩm giảm trong khi giá thức ăn trên thị trường lại tăng 4-5 lần so với trước, khiến cho người chăn nuôi khó khăn trồng chất khó khăn. Trung bình, để nuôi một con heo đạt trọng lượng 100 kg, người nuôi phải sử dụng từ 8-9 bao thức ăn loại 25 kg, với giá từ 250.000 tới 500.000 đồng một bao. Tùy theo giai đoạn heo lớn nhỏ mà sử dụng các loại thức ăn khác nhau, nhưng tổng chi phí thức ăn cho một con heo xuất chuồng là khoảng 3 triệu đồng một con, tiền con giống khoảng 2,5 triệu một con. Sau 3 tháng rưỡi, người nuôi lời khoảng 800.000 đồng một con. Đó là khi nuôi thuận buồm xuôi gió, không rủi ro, không phát sinh bệnh, không phải sử dụng thêm các loại thuốc thú y. Theo người chăn nuôi heo, từ lúc heo nhóng giá và tăng trở lại sau dịch bệnh, giá thức ăn đã tăng 5 lần, mỗi lần tăng từ 8-10.000 đồng một bao. Chuyện thức ăn chạy theo giá heo khiến những người nuôi đầu tư nặng về vốn, nên khi xuất bán, số tiền thu về tuy lớn, nhưng lợi nhuận lại không cao. Nói chung là hệ thức ăn hôm nay tăng cao là giá heo hôm nay thì giá này thì ăn con ăn 10 bao đó. 10 bao đứt hết 3 triệu rồi đó. Rồi heo lúc đó thì mua là 2 triệu 8 thì cũng còn lợi nhiêu đâu. Mà nó xuông luôn thì nó phải cũng lợi đỉnh mà nó sơ sót thì mình lỗ nặng à. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng thời gian gần đây, người nuôi heo đã có nguồn vốn đầu tư ổn định sản xuất. Đàn heo trong tỉnh Bạc Liêu đã đạt tổng đàn trước thời điểm có dịch với hơn 200.000 con. Tuy nhiên hiện nay, việc nuôi heo đang đối mặt với dịch bệnh. Giá heo giảm, giá thức ăn cao khiến người nuôi tiếp tục gặp khó khăn. Nếu mà giá này thì còn lời chút đỉnh, còn nếu mà sụt nữa là phọc. Còn mình mà ăn thì ăn thua, giá thị trường lên xuống thôi chứ mình đón trước đâu có được. Có thể thấy, khó khăn đang bủa vây người nuôi heo hiện nay, nhưng họ vẫn phải đánh cược để sản xuất vì không thể làm gì khác hơn. Giá heo hơi giảm, thịt heo tại các chợ vẫn giữ nguyên giá bán, giá thức ăn lại tăng cao. Mãi là câu chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi. Đây phải chăng là một lỗ hổng trong quản lý thị trường để người chăn nuôi luôn chịu thiệt thòi? Sở Công Thương Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu vừa cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xuất khẩu hơn 15.000 tấn thủy sản, mang về kim ngạch xuất khẩu hơn 160 triệu đô la Mỹ, tăng 8% so với cùng kỳ. Việc xuất khẩu đầu năm đạt khá mang lại kỳ vọng phát triển thuận lợi cho ngành nuôi trồng và lĩnh vực chế biến xuất khẩu thủy sản. Mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trong tỉnh Bạc Liêu vẫn duy trì hoạt động xuất khẩu ở các thị trường truyền thống như Nhật Bản, EU, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Đông. Đồng thời, đang có cơ hội mở rộng thị trường từ Hiệp định EVFTA.
Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu có hơn 30 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu với quy mô khá lớn và dây chuyền thiết bị hiện đại, tổng công suất khoảng 125.000 tấn thành phẩm một năm. Sản phẩm tôm ngày càng phong phú, đa dạng các mặt hàng chế biến sâu, chế biến giá trị gia tăng đã đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Thưa quý vị, nghe đến rết thì ai cũng sợ vì đây là loài có độc tính cao. Nhưng điều bất ngờ là có người lại đang nuôi rết và thành công với mô hình này. Vậy nuôi rết để làm gì? Giá bán ra sao? Hãy cùng chương trình Kinh tế Nông nghiệp cuối tuần ghé thăm mô hình có 102 của ông Võ Long Hải ở ấp Cây Nín, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Ông Võ Long Hải cho biết, xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng như sử dụng rết để làm thức ăn cho vật nuôi, phơi khô làm thú quý, nên đã có một số người chuyên đi săn rết ngoài tự nhiên đem về bán. Sau khi thu mua, cơ sở của ông Hải phân từng loại. Những con rết lớn được sấy khô làm dược liệu, những con rết nhỏ được nuôi lớn mới bán. Về cách nuôi rết, ông Hải cho biết, mỗi con rết được cho vào một chai nhựa với thể tích 1,5 lít, kèm theo nhúng sơ dừa để giữ độ ẩm. Miệng chai được cắt bỏ một phần nhỏ để rết không bò ra ngoài. Định kỳ từ 1 tới 2 ngày cho rết ăn một lần. Thức ăn của loài rết chính là dế mèn. Thông thường, rết loại 50 con một ký, giá bán không dưới 1,2 triệu đồng. Rết cỡ từ 70 tới 80 con một ký, giá từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng một ký. Riêng rết cỡ 120 con một ký, cơ sở để lại nuôi. Sau thời gian nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi kỹ thuật nuôi, anh Nguyễn Thành Trí, ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, đã tận dụng diện tích ao tại nhà thả nuôi ốc bươu đen và cung cấp ốc giống cho bà con nông dân. Sau hơn 2 năm thả nuôi, cơ sở của anh Trí không chỉ trở thành địa chỉ tin cậy, cung cấp ốc giống cho bà con trong vùng, mà còn giúp tạo đầu ra ổn định và thu nhập cho nhiều bà con ở địa phương. Tận dụng nguồn thức ăn có sẵn trong tự nhiên là phụ phẩm từ trái cây hay các loại cỏ dại xung quanh như lục bình, bèo tây, rau muống, anh Trí đã tiến hành bắt ốc bươu đen ngoài tự nhiên về thả nuôi với mật độ từ 500 con đến 700 con mỗi mét vuông. Bình quân sau 3 tháng nuôi, anh Trí xuất bán với khối lượng 750 ký ốc thương phẩm. Chỉ tính riêng việc nuôi ốc, mỗi tháng anh Trí mang về hơn 10 triệu đồng. Kỹ thuật thì em cũng dạng như là xem trên mạng thôi. Người một chút rồi mình tích góp lại với hàng mình nuôi đó. Rồi cái thời gian mình nuôi đó thì mình tích lũy kinh nghiệm. Cũng theo anh Trí, việc nuôi ốc bươu đen khá đơn giản, không tốn nhiều thời gian chăm sóc, chủ yếu là chú ý nguồn nước sạch, thường xuyên thay nước để ốc không nhiễm bệnh. Khi ốc đạt trọng lượng từ 25 đến 30 con trên 1 ký là lúc thích hợp nhất để thu hoạch ốc, để gối vụ hoặc giảm mật độ ốc trong ao. Thời gian thu hoạch vào chiều tối hoặc sáng sớm, lúc ốc nổi lên mặt nước tìm kiếm thức ăn. Ốc bươu đen đẻ quanh năm, nhiều nhất vào mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11 nên cũng sẽ không lo về nguồn con giống sau khi đã thả nuôi. Trước thì em đi bán ở mấy cái dừa ốc ở vòng địa phương nè. Rồi sau này thì em có tự mình mở dừa luôn. Thì mình có ốc tới lưới ốc mình xuất bán thì mình bắt rồi mình đi bán luôn, tự mình bán cho mình luôn á. Mô hình nuôi ốc bươu đen là mô hình khá nhàn rỗi, không cần vốn nhiều, không đầu tư nhiều chi phí cho thức ăn nhưng vẫn đem lại nguồn thu nhập gia đình. Đây được xem là mô hình khởi nghiệp có hiệu quả với nhiều thanh niên ở địa phương. Cái mô hình này, cái vốn ban đầu nó thấp và nó lại phù hợp với lại cái điều kiện cũng như là cái quỹ thời gian của thanh niên nông thôn. Với ưu điểm là có nhiều chất dinh dưỡng, nên hiện nay tại các quán ăn, nhà hàng, các món ăn đồng quê từ thịt ốc rất được khách hàng ưa chuộng. Việc nắm bắt được thị trường đã giúp anh Trí thành công. Những thành công mà thanh niên Nguyễn Thành Trí gặt hái được đã minh chứng một điều. Với tinh thần học hỏi, dám nghĩ, dám làm thì thành công sẽ đến. Hy vọng rằng trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được phát triển và nhân rộng, góp phần giúp nhiều thanh niên và người dân địa phương có thêm thu nhập ngay chính trên ao vườn nhà mình. Tiếp theo cho phần tin thế giới. Ngành tôm toàn cầu lạc quan vào năm 2021. Robot diệt cỏ dại bằng tia laser gấp 20 lần sức người. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm 2020 là một năm đầy khó khăn với nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành sản xuất tôm toàn cầu. Các chuyên gia trong ngành đang kỳ vọng ngành tôm toàn cầu sẽ tăng trưởng trở lại trong năm 2021 sau khi đại dịch COVID-19 dần được đẩy lùi. Theo dữ liệu thương mại do Trung tâm Thương mại Quốc tế, nhập khẩu tôm toàn cầu giảm 3% xuống còn 3,042 triệu tấn vào năm 2020, mức giảm đầu tiên kể từ năm 2009.
Tuy nhiên, mức giảm tương đối nhỏ khiến ngành tôm lạc quan về sự phục hồi mạnh mẽ khi các chương trình tiêm phòng COVID-19 được triển khai. Ông Jim Gunkin, người sáng lập tập đoàn Siam Canadian có trụ sở tại Bangkok, Thái Lan, một nhà cung cấp thủy sản đông lạnh có văn phòng trên khắp châu Á cho biết, đây sẽ là một năm kỷ lục về tiêu thụ thủy sản. Dù có sự sụt giảm tổng thể bởi Trung Quốc, Đông Á và Tây Ban Nha, nhưng được bù đắp bởi nhập khẩu mạnh ở Âu và Mỹ nhờ doanh số bán lẻ bùng nổ. Các số liệu thương mại bao gồm cả tôm nước ấm và tôm nước lạnh ở dạng sống, nấu chín, chế biến và bảo quản, nên ngành tôm toàn cầu dự kiến sẽ có một năm 2021 đầy triển vọng. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, robot ngày càng thay thế con người ở nhiều công việc nặng nhọc. Hãng Carbon Robotics vừa công bố thế hệ thứ 3 mang tên Autonomous Mouse Grader, robot diệt cỏ tự hành. Đây là một robot nông nghiệp thông minh có thể tự xác định cỏ dại và sau đó tiêu diệt chúng bằng tia laser công suất cao. Sự ra đời của loại robot diệt cỏ dại thế hệ mới này được cho là rất kịp thời khi các loài cỏ dại đang là một thách thức lớn đối với nhiều nền nông nghiệp trên thế giới. Nguyên nhân chính là do cỏ dại cạnh tranh gay gắt với các loài cây trồng về không gian, ánh sáng mặt trời và chất dinh dưỡng trong đất dẫn đến năng suất không cao. Khi robot xuống đồng ruộng, toàn bộ 12 camera gắn trên thân máy sẽ tự động rà quét mặt đất. Một máy tính trên bo mạch được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo có thể xác định được cỏ dại và các tia laser carbon dioxide của robot, sau đó sẽ quét sạch cỏ dại. Công suất của chiếc robot diệt cỏ dại này có thể loại bỏ hơn 100.000 gốc cỏ dại mỗi giờ, tương đương từ 6 tới 8 hecta cây trồng một ngày. Để làm phép so sánh, nông dân trồng rau Say Myers cho biết, một người khỏe mạnh mỗi ngày chỉ có thể làm cỏ tối đa được khoảng 0,4 hecta. Trong phần sau sẽ có: không chủ quan trong phòng bệnh cho gia súc gia cầm. Chuyên mục Chuyện nhà tôm tuần này sẽ giải đáp thắc mắc việc gáp là cái gì. Thưa quý vị, do nắng nóng kéo dài, gió nhiều, độ ẩm thấp, từ đầu năm đến nay các loại bệnh nguy hiểm trên gia súc gia cầm xuất hiện khá nhiều, trong đó dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan cao. Nhằm chủ động ngăn ngừa, ngành chăn nuôi tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường và tiêm ngừa vaccine gia cầm rộng khắp trên địa bàn. Tỉnh Bạc Liêu hiện có tổng đàn heo trên 200.000 con, đàn trâu bò hơn 3.700 con, đàn dê 10.000 con, đàn gia cầm hơn 3 triệu con. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã tiêm hơn 28.000 liều vaccine cho đàn gia súc phòng bệnh lở mồm long móng, heo tai xanh, hơn 69.000 liều vaccine phòng bệnh cúm gia cầm, đồng thời cấp phát hơn 1.000 lít thuốc tiêu độc khử trùng, phun xịt tại các trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Tuy việc phòng ngừa được ngành chức năng chủ động ngay từ đầu năm, nhưng những diễn biến bất thường của thời tiết khiến đàn gia súc gia cầm giảm sức đề kháng, các mầm bệnh có điều kiện phát triển, trong đó có những loại bệnh nguy hiểm, diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao. Là chúng ta phải là chăn nuôi an toàn sinh học, chăm sóc, nuôi dưỡng tốt, vệ sinh, chuồng trại sạch sẽ. Khi mua con giống về thì phải nuôi cách ly và xác định nguồn giống là rõ ràng. Hiện nay dịch tả heo châu Phi cũng đã xuất hiện trở lại ở 8 xã phường trên địa bàn thị xã Giá Rai và huyện Hòa Bình. Ngành chức năng cũng đã tiêu hủy hơn 100 con heo với tổng trọng lượng hơn 7.000 kg. Vì vậy, những hộ nuôi heo giờ chỉ có thể cố gắng áp dụng chăn nuôi theo hướng an toàn, vệ sinh sạch khu chăn nuôi, bổ sung đầy đủ chất để tăng cường đề kháng cho đàn heo. Thì mình phải mỗi một tuần phải diệt chuồng một lần. Đó rồi heo đẻ ra thì mình phải chích ngừa là 3 ngày chích lần, rồi 7 ngày chích lần, 14 ngày chích lần là ngừa bệnh cho heo con. Thời tiết đang trong thời điểm giao mùa nên rất dễ phát sinh dịch bệnh và nguy cơ phát tán mầm bệnh cao do môi trường ẩm ướt, nền nhiệt thấp, nhất là dịch cúm gia cầm. Điều này đòi hỏi người chăn nuôi phải thực hiện tốt công tác phòng dịch bệnh, giữ khu chăn nuôi thoáng mát, sạch sẽ. Cái mùa mưa xuống là cho nó ăn tiêu men tiêu hóa, cho nó chắc chịu là cho nó ăn men tiêu hóa cho nó mau tiêu. Có thể nói không chỉ dịch tả heo châu Phi mà những loại bệnh khác như cúm gia cầm, tụ huyết trùng, E. coli, Phó Thương Hàng cũng không kém phần nguy hiểm, trực tiếp gây thiệt hại cho đàn gia súc gia cầm của người dân, thậm chí là lây truyền sang người. Biện pháp duy nhất hiện nay chỉ có thể phòng bệnh là chính. Vì vậy, người chăn nuôi cần thực hiện tốt việc phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành thú y để hạn chế dịch bệnh không phát triển và lây lan, giảm tỷ lệ rủi ro và tăng hiệu quả chăn nuôi. Hoa
Hoàng Vĩnh này, anh có rành về các tiêu chuẩn thực hành trong sản xuất nông nghiệp như là Việt Gáp hay là Global Gáp hay không? Rành chứ, mấy cái này Hoàng Vĩnh chỉ cần đọc sơ qua thôi là nhớ liền luôn đó. Có chắc không nha, chứ mà nhiều bà con nông dân nói đọc cái nhớ liền, nhưng mà ứng dụng thì không có được là bao, giống như là trường hợp của anh nông dân sau đây. Suốt ngày tôm tôm tép tép, tôi nói thiệt luôn á, suốt mấy vụ nay là không có 1.000 là tiền lời. Thấy hàng xóm người ta bán hả, vụ nào cũng lời tiền đống đống mà mắc ham. Nhà mình không có 1.000 nào, muốn mua cái tivi coi cho đàng hoàng cũng có nữa. Bà tôm này tôi cũng chán lắm luôn hả, đổi nghề không nuôi tôm nữa. Ông nói gì, bao nhiêu tiền đầu tư vô cái địa tôm này bây giờ ông nói bỏ làm cái gì? Làm cái gì tôi cũng chưa biết làm cái gì, chứ làm này không có ăn, thấy không muốn làm nữa rồi. Ê, hay là bây giờ nhà mình á học nuôi tôm theo kiểu Việt Gáp đi, tôi thấy người ta nuôi lời quá trời. Nè, tôi nuôi tôm theo phương pháp là cha truyền con nói mấy đời, còn không có ăn nghĩ sao đổi qua công nghệ mới gì gáp này gáp nọ. Ta nuôi lời quá trời để mình phải học hỏi chứ. Tôi nói bài nghe nha, cái phương pháp mà nuôi tôm truyền thống á là nắm trong lòng bàn tay nè, mà còn không có ăn thì lấy gì mà cái làm phương pháp mới, mà phương pháp mới biết đâu làm kham nổi đâu. Bây giờ ông kham nổi đúng không? Tôi kham, ông ở nhà đi lo cho con rồi lo nấu cơm đi, tôi đi học. Ủa, cái chuyện mà ra ngoài kiếm tiền là chuyện đàn ông, còn phụ nữ là ở nhà lo con cái, hiểu không? Đàn ông đi kiếm tiền. Kiếm tiền thì bây giờ tiền có không? Thì không có tiền thì bây giờ ông ở nhà lo ở nhà đi, tôi ra ngoài tôi học hỏi. Bà học hỏi rồi bà biết gì đâu mà bà làm. Nè, ông đừng có coi thường phụ nữ nha, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy phụ nữ không phải là chỉ ở nhà để làm nội trợ, không phải là chỉ ở nhà để làm việc nhà thôi, mà phải ra ngoài học hỏi, phải nâng cao kiến thức. Coi thường phụ nữ để con chóng mắt coi. Bây giờ tôi thấy tôi suy nghĩ lại á, ngày xưa tôi cưới ông là một sai lầm. Lấy gì đi. Ê, cái chuyện có chút xíu à, chứ bà làm lớn chuyện lên là sao? Cái chuyện nuôi tôm mà ông nói chuyện có chút xíu hả? À, truyền thống nuôi tôm bao nhiêu đời nay, rồi bây giờ nuôi không có lời, con cái thì càng ngày càng lớn, học phí thì càng ngày càng tăng, chi phí thì càng ngày càng đắt đỏ. Nó không thành công á là tại vì nó... Tại cái gì? Mở miệng ra là tại bị cái này bị kia, đổ thừa thời tiết ông trời các thứ. Tóm lại á là do ông không chịu học hỏi thôi. Người ta học hỏi theo Việt Gáp, người ta lời biết bao nhiêu. Rồi bây giờ tôi muốn học hỏi theo cái Việt Gáp đó, nhưng mà biết học hỏi từ đâu, rồi học hỏi từ ai? Thấy không? Ngay từ đầu ta dễ chịu đi có phải tốt không? Tôi sắp xếp hết rồi, chỉ cần ông chịu học hỏi là có liền. Bà chơi thế gài luôn á hả? Thì ông á, cũng ông không á, phải như vậy á mới vừa với ông. Anh Thông, xong rồi, em sắp xếp xong hết rồi, vô anh. À, xong rồi hả? Xong. Bà kêu ông Thông chỉ tôi hả? Chứ còn gì nữa, ta có kiến thức. Tôi chỉ anh được không? Dạ được. Dạ, em sắp xếp hết rồi, giờ nhờ anh Thông chỉ dạy vợ chồng em. Dạ. Giờ bây giờ muốn nuôi cách nuôi tôm theo phương pháp Việt Gáp đúng không? Dạ đúng rồi anh. Vậy trước tiên anh chị phải biết Việt Gáp là gì. Dạ không hiểu anh, không biết luôn, thiệt tình không biết gì luôn á. Để tôi giải thích cho hiểu. Dạ. Việt Gáp á là những tiêu chuẩn về vi phạm quy định trong thực hành sản xuất nông nghiệp. Dạ. Tốt cho những sản phẩm nông nghiệp giống như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Dạ. Hiểu tới đây chưa? Dạ hiểu. Nó còn bao gồm những nguyên tắc về thủ tục tổ chức sản xuất, cá nhân sản xuất, dạ, sơ chế, dạ, thu hoạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Dạ. Để nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp theo là nó đảm bảo được phúc lợi và sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng, giúp bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc của sản phẩm. Ồ, oh. Anh bây giờ em muốn chuyển đổi qua mô hình Việt Gáp á, anh chỉ cho em nha. Dạ. Vợ chồng muốn chuyển đổi thiệt không? Dạ thiệt. Nay thông suốt rồi. Nếu mà chuyển đổi thiệt á, tôi sẽ hết lòng hỗ trợ cho hai gia vợ chồng, bảo đảm sau mùa vụ này hai vợ chồng sẽ có lời. Dạ. Cảm ơn không? Cứ thế mà tiến hành nha. Dạ. Qua tiểu phẩm vừa rồi, Hoàng Vĩnh hy vọng rằng là bà con nông dân sẽ tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng các tiêu chuẩn này trên những diện tích tôm nuôi của gia đình để đạt hiệu quả cao nhất.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Mọi góp ý khán giả có thể gọi về đường dây nóng 028-6272-3288 hoặc gửi thông tin về email kinh tế nông nghiệp cuối tuần@gmail.com. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu. Xin kính chào tạm biệt.